xin cộng đoàn đáp và ở cùng thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những bức tranh đẹp và cảm động nhất đó là bức tranh diễn tả về tình mẹ. Bức tranh người mẹ đang ẵm cõng đứa con trên lưng. Khi đứa con đang ngủ say trên lưng mẹ, với tình yêu vô bờ bến, mẹ luôn hy sinh, chăm sóc, chịu đựng tất cả vì con cái. Khi có những đứa con lầm lạc, sống xa nhà, mẹ luôn sẵn sàng lên đường đi tìm con. Vì đối với mẹ, con là tất cả của cuộc đời mẹ. Cũng thế, có những bức tranh diễn tả về Chúa Giêsu đầy ý nghĩa và thi vị. Một trong những bức tranh đó là bức tranh Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài đang ẵm một con chiên trên tay với khuôn mặt hiền hậu. Thật ý nghĩa biết bao với những ai đang sống trong con đường tội lỗi, lầm lạc, yếu đuối. Vị mục tử Giêsu sẵn sàng lên đường đi tìm kiếm con chiên lạc ấy để trở về đàn. Chúa Giêsu cũng luôn mời gọi chúng ta nhận biết Ngài. Ta là cửa chuồng chiên, ta là người chăm sóc con chiên. Chúng ta được mời gọi chạy tới với Ngài khi vui lúc buồn, khi hạnh phúc lúc khổ đau, khi thánh thiện lúc tội lỗi, để nhận ra Chúa Giêsu chính là vị mục tử nhân lành. Ngài luôn yêu thương, chăm sóc và thương xót chúng ta, thậm chí khi chúng ta đang sống trong tội lỗi. Trong bài Tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta tập trung vào hình ảnh Chúa Giêsu với hai hình ảnh biểu tượng. Chúa Giêsu vừa là cửa đàn chiên, vừa là chủ chiên nhân lành. Vậy đâu là dấu hiệu để chúng ta nhận biết vị mục tử nhân lành? Chúa Giêsu cho chúng ta câu trả lời. Mục tử nhân lành là người biết chiên và hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Trước hết, biết chiên là biết rõ từng con chiên,
biết tên từng con chiên và biết tình trạng sức khỏe cũng như nhu cầu của mỗi con chiên. Trong sách ngôn sứ Ezekiel, tiên báo về Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài chăm sóc những con chiên yếu đuối, băng bó chữa lành những con bệnh tật và tìm kiếm những con lạc đường. Như qua cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu biết rõ hoàn cảnh của chị. Chúa Giêsu thấu hiểu con người chị. Nhưng qua cuộc đối thoại, Chúa Giêsu mời gọi chị nhận ra được tình trạng tội lỗi của mình để chị được chữa lành. Sau đó, chị đã nhận ra Chúa Giêsu chính là vị cứu thế, Đấng Messiah, Đấng Kitô phải tới. Chị đã được chữa lành và mừng vui đi loan báo tin mừng cho mọi người. Mỗi chúng ta cũng có lịch sử tính khác nhau. Có người có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Có đời sống hiện tại khiến nhiều người khinh khi. Có những khuyết điểm làm người khác lo sợ. Nhưng như người mẹ luôn chờ đón con cái dù xã hội có ruồng bỏ đi chăng nữa, khi trở về người mẹ vẫn chờ đón, vẫn âu yếm ân cần với lòng bao dung tha thứ. Thiên Chúa cũng vậy, Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành, Ngài cũng luôn thương xót, yêu thương và chờ đợi những con chiên đang sống trong tội lỗi. Ngài ôm ấp vào lòng và Ngài chở che, bao bọc những con chiên yếu đuối như vậy. Chúng ta mới thấy được tấm lòng thật bao dung của một vị Thiên Chúa là Đức Giêsu. Ngài luôn yêu thương chúng ta, cho dù tình trạng của chúng ta có như thế nào đi chăng nữa. Thứ đến, vị mục tử nhân lành là người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người khác để bảo vệ đàn chiên của mình bằng tình yêu và năng lực để chăm sóc cho từng con chiên một. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống vì chúng ta, vì loài người chúng ta, để cứu độ chúng ta. Tinh thần trách nhiệm của người mục tử nhân lành được biểu hiện trong hành động của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane, khi Ngài nói với quân lính đến bắt Ngài rằng: "Nếu các anh tìm bắt tôi, hãy để những người này đi đi." Đó là tinh thần trách nhiệm của người mục tử với đàn chiên và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì con chiên. Điều này khác với những người chăn thuê. Những người chăn thuê khi sói dữ tới hoặc khi gặp nguy khó, họ sẵn sàng bỏ trốn, bỏ chạy. Họ dám hy sinh chiên chứ không hy sinh vì đàn chiên. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phêrô cũng nhắc nhở chúng ta về mẫu gương của Đức Kitô. Ngài đã hy sinh tính mạng và chịu đau khổ vì chúng ta. Điều này cho thấy rằng Chúa Giêsu Kitô không phải theo Chúa Giêsu không phải là con đường dễ dàng. Những người mục tử luôn được mời gọi theo Chúa Kitô chứ không phải theo thói đời. Nơi mỗi vị mục tử trong vòng xoáy của cuộc đời, dù có nhiều bất toàn và yếu đuối, vẫn luôn cần có ơn Chúa, vẫn phải bám vào Chúa, không bám vào sức riêng của mình. Chúa là điểm tựa cho cuộc đời và là tình yêu duy nhất để chúng ta cậy dựa, tin tưởng, phó thác. Và với nỗ lực cá nhân để sống cho xứng đáng với ơn của Chúa, họ cũng được mời gọi dám hy sinh bản thân để sống vì người khác, cũng như các bậc cha mẹ, các vị mục tử trong giáo xứ luôn luôn được mời gọi muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình nhờ ơn hiệp thông với giáo hội và nhờ lãnh nhận các bí tích. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, nhiều người có thể cho chúng ta tiền bạc, giúp chúng ta cơ hội để làm giàu, để có tên tuổi, địa vị trong xã hội. Cha mẹ có thể cung cấp
chu cấp những gì con cái cần. Nhưng duy nhất chỉ một mình Chúa Giêsu cho chúng ta, đó là ơn cứu độ. Ngoài Chúa ra, con người không có thể ban cho chúng ta ơn cứu độ. Chính vì thế, chúng ta hãy luôn luôn mời gọi con cái của mình năng lãnh nhận các bí tích và hiệp thông với giáo hội. Trong ngày Chúa Nhật hôm nay, ngày lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta được mời gọi cầu nguyện để cho giáo hội có nhiều linh mục tu sĩ dấn thân trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Cầu nguyện không chưa đủ, cầu nguyện rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hỗ trợ, khích lệ con em của chúng ta từ trong gia đình tới giáo xứ, cũng như giúp đỡ chủng viện các dòng tu trong tiến trình đào tạo linh mục và giúp đỡ các tu sĩ đang truyền giáo tại nhiều nơi khó khăn trên thế giới. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội chúng ta có thêm nhiều linh mục thánh thiện, những tu sĩ là trở nên những thợ gặt lành nghề, sống giữa mọi người và đem lại ích lợi cho nhiều người. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật thứ 4 phục sinh, còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Buổi Chúa Nhật này, phong mù giáo hội muốn mời gọi chúng ta một lần nữa chiêm ngắm khuôn mặt nhân từ của Đức Kitô, vị mục tử tối cao và đầy lòng nhân hậu của chúng ta. Ngài là vị mục tử đã sẵn sàng hiến thân mình để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Đồng thời, cũng nhân dịp này, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta thêm lời cầu nguyện để giáo hội càng có thêm nhiều mục tử biết sống theo mẫu gương của mục tử Giêsu. Thưa anh chị em, khi nói đến hình ảnh người mục tử, có lẽ hình ảnh này không mấy quen thuộc đối với chúng ta, nhưng đây lại là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người Do Thái. Một dân sống bằng nghề chăn nuôi du mục. Những người đi chăn chiên ở Do Thái có thể cho chiên đi ăn xa cả mấy ngày, có khi kéo dài cả tuần lễ hay cả tháng mới trở về nhà. Cho đó giữa người mục tử và đàn chiên có một sự gắn bó rất mật thiết. Những con chiên có thể nhận ra tiếng của chủ, và giữa một bầy chiên đông đảo, những người mục tử cũng vẫn có thể nhận ra đâu là chiên của mình. Chúa Giêsu đã chứng tỏ mình đúng là mục tử tốt lành khi trong suốt cuộc sống ở trần thế, nhất là trong 3 năm rao giảng tin mừng, Ngài đã không quản mệt nhọc, quên cả ăn uống để rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho dân chúng. Ngài tìm đến với những người tội lỗi, bệnh tật để chữa lành và dẫn họ trở về sum họp với đàn chiên. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Thưa anh chị em, những ai sống trong nghề mới hiểu được thế nào là sự gắn bó mật thiết giữa chủ chiên và đoàn chiên. Chúa Giêsu không chỉ đúc kết một kinh nghiệm gắn bó giữa người mục tử với đoàn chiên, nhưng Người còn cho chúng ta thấy chính Chúa là mục
tự nhân lành và tất cả chúng ta là những con chiên được che chở, được yêu thương dưới cánh tay quan phòng nâng đỡ của người. Thiên Chúa là đấng chăn chiên đích thực. Người đã dành cho đoàn chiên của mình bằng một tình yêu cao vời. Trong đó tất cả chúng ta dù tội lỗi xấu xa, dù tàn tật đôi mù, dù đau khổ bệnh hoạn, dù nghèo nàn hay là giàu sang phú quý, tất cả đều có một vị trí trong trái tim của người. Và Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay còn tuyên bố Ngài là cửa cho chiên ra vào, và bất cứ ai qua cửa ấy mà vào thì sẽ được cứu độ. Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên. Cửa ấy không luôn luôn đóng lại nhưng mà vẫn mở ra. Cửa Đức Giêsu mở ra ơn cứu độ, mở ra nguồn sự sống và mở ra chân trời hạnh phúc cho tất cả những ai đi qua cửa đó mà vào. Cụm từ tất cả những ai có nghĩa là không phân biệt màu da sắc tộc, Do Thái hay dân ngoại. Bởi vì ơn cứu độ của Chúa có tính phổ quát, một ơn cứu độ dành cho toàn thể nhân loại. Qua việc tuyên bố mình là cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết con đường đi tới Chúa Cha như là cửa mà đàn chiên ra vào để được hưởng sự an toàn, để được sống đời đời. Anh chị em thân mến, chúng ta là những người đang ở trong đoàn chiên của vị mục tử Giêsu. Chúng ta được diễm phúc làm con cái của Chúa, được hưởng hạnh phúc, được sự êm ái của đồng cỏ xanh tươi, sự mát mẻ của dòng suối trong lành. Trong khi đó vẫn còn rất nhiều người chưa được ở trong đoàn chiên của Chúa. Vậy chúng ta đã nghĩ gì? Chúng ta có chương trình, có kế hoạch như thế nào cho những người chưa được diễm phúc làm con của Thiên Chúa, chưa được ở trong đoàn chiên của Chúa? Chúng ta đã cầu nguyện cho họ hay chưa? Như lời Chúa Giêsu nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Đã bao giờ chúng ta thao thức ưu tư và thầm cầu nguyện cho những người này sớm có được cơ may lắng nghe, nhận biết và tin vào Chúa để được hưởng ơn cứu độ hay không? Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp gửi cho toàn thể dân Chúa ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 60 năm nay có chủ đề ơn gọi, ân sủng và sứ vụ. Và Đức Giáo Hoàng đã nói về ơn gọi như sau: ơn gọi là một hồng ân và một nhiệm vụ, một nguồn sống mới và một niềm vui đích thực. Ước mong các sáng kiến, cầu nguyện và hoạt động liên quan đến ngày này củng cố ý thức về ơn gọi trong các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ, các cộng đoàn đời sống thánh hiến, các hiệp hội và các phong trào giáo hội. Xin thần khí của Chúa phục sinh xua tan sự thờ ơ của chúng ta và ban cho chúng ta những món quà của sự cảm thông và đồng cảm để đời sống mỗi ngày như những người tái sinh và với tư cách là con cái của Thiên Chúa.
và đến lượt mình trao ban tình yêu cho người khác, mang sự sống đến mọi nơi, nhất là những nơi bị loại trừ và bóc lột, nghèo đói và chết chóc, để nới rộng những không gian yêu thương, để Thiên Chúa ngự trị trọn vẹn hơn ở trên thế giới này. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu mục từ nhân lành vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta qua lời của Ngài, qua các bí tích. Ngài chăm sóc chúng ta qua giáo hội. Vì vậy chúng ta phải đáp trả bằng việc lắng nghe, tin tưởng, phó thác và yêu mến Ngài, bằng cách biết trao ban tình yêu cho anh chị em của chúng ta, không phân biệt lương giáo. Đồng thời chúng ta cũng hãy tích cực cộng tác vào việc cổ võ và đào tạo ơn gọi qua lời cầu nguyện và sự quảng đại, đóng góp cả công sức cho cuộc huấn luyện đào tạo những mục tử tương lai cho Hội Thánh. Xin Chúa Giêsu mục tử nhân lành yêu thương và ban cho chúng ta bình an ân sủng của Ngài. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời khẳng định của Chúa Giêsu. Ngài chính là vị mục tử tốt lành chăm sóc đoàn chiên, chính là Hội Thánh. Hội Thánh là chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào một đêm đông giá rét, vua thánh Venceslao đi đến nhà thờ để viếng Chúa Giêsu thánh thể. Viên thị vệ theo hầu cứ suýt xoa vì giá lạnh, trời lạnh quá. Nhưng thánh nhân bảo rằng: con cứ chịu khó đi theo ta và đặt bàn chân con lên vết chân của ta thì con sẽ không bị lạnh. Viên thị vệ làm y như vậy và cảm thấy ấm hẳn lên. Đó chính là hình ảnh nói lên sự gắn bó của vị mục tử với con chiên ở trong đàn chiên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người mục tử và đàn chiên để Ngài diễn tả mối tương quan của Ngài đối với Hội Thánh chúng ta. Và điều này đã được tiên báo trong thời Cựu Ước. Thiên Chúa chính là vị mục tử cai trị và hướng dẫn dân của Người. Đến thời Đấng Messia thì Người ban cho dân một mục tử như lòng Người mong ước, như tiên tri Giê-rê-mi-a đã tiên báo. Vào thời cuối cùng, Đức Chúa sẽ ban cho Israel một vua thông minh, cai trị theo lẽ công minh và chính trực. Đức Giê-xu cho thấy Người chính là một vị vua của dân Israel. Ngài chính là vị mục tử tốt lành khi tuyên bố rằng: ta chính là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thì hy sinh mạng sống cho đoàn chiên của mình. Chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Đức Giêsu luôn ân cần chăm sóc từng người chúng ta như vị mục tử tốt lành chăm sóc từng con chiên trong đàn chiên của Hội Thánh. Và Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cho chiên được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu còn khẳng định rằng: ai đi qua cửa mà vào thì người ấy chính là mục tử. Điều này có nghĩa là Đức Giêsu chia sẻ sứ mạng mục tử của mình cho các môn đệ của Ngài. Ngài sẵn sàng chia sẻ sứ mạng mục tử cho các vị tông đồ và các đấng kế vị. Các ngài là những người sống đời dâng hiến phục vụ đoàn chiên của Chúa tại giáo hội địa phương, đó là các giáo phận và các giáo xứ. Tương quan mật thiết giữa người mục tử và đàn chiên, đó là một mối tương quan gắn bó, vì mục tử đi trước và đàn chiên đi theo sau. Chiên nghe theo tiếng của vị mục tử. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu khẳng định: ta là cửa cho chiên ra vào. Đức Giêsu là cửa chuồng chiên. Như con chiên, người tín hữu ra vào phải qua Đức Giêsu. Và Đức Giêsu đem lại cho đoàn chiên tín hữu sự an toàn,
sự tự do, mang lại cho đàn chiên lương thực và sự sống dồi dào. Ta đến cho chiên được sống và sống dồi dào, đó là lời khẳng định của Ngài. Và đó cũng chính là lời giới thiệu về sứ mạng mục tử của Chúa đối với dân của Người. Dân của Người là hội thánh chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Phêrô đã loan báo rằng anh em đã quay về với vị mục tử đấng chăm sóc linh hồn của anh em. Chúa Giêsu là vị mục tử chăm sóc linh hồn chúng ta. Khi chúng ta phạm tội là chúng ta giống như những con chiên lạc xa lìa Thiên Chúa. Chúa Giêsu là đấng kêu gọi những con chiên lạc quay trở về với Ngài. Ngài phải mang những vết thương trên thân xác của mình để cho chúng ta được ơn chữa lành phần hồn và phần xác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả mọi ơn gọi đều phát xuất từ Thiên Chúa. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và đã cắt đặt để anh em ra đi và mang lại hoa trái dồi dào. Tất cả mọi người chúng ta có những ơn gọi khác nhau. Thiên Chúa ban cho chúng ta những sứ mạng khác nhau ở trong giáo hội và trong xã hội. Thế nhưng tất cả mọi người đều có một ơn gọi chung, đó là ơn gọi nên thánh. Khi chúng ta kiên tâm làm việc lành thì lúc đó là chúng ta nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta được Chúa kêu gọi và chúc phúc. Chúng ta tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh ở trong cộng đoàn, để mỗi người hãy bước đi theo những vết chân của Ngài là vị mục tử nhân lành với niềm tin yêu và phó thác. Khi đó chúng ta sẽ chu toàn được sứ mạng mà Chúa trao phó trong niềm vui và sự thánh thiện. Ngày hôm nay, giáo hội mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho ơn thiên triều, linh mục và tu sĩ. Đó cũng chính là lời mời gọi cầu nguyện cho đời sống thánh hiến, cho ơn gọi tu trì. Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi đó, cộng tác vào vai trò mục tử của Chúa Giêsu, trước hết bằng việc cầu nguyện như lời Chúa mời gọi: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa của Người. Đáp lại lời mời gọi đó, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội ngày càng có nhiều bạn trẻ can đảm dấn thân phục vụ Chúa và hội thánh, đáp lại tiếng Chúa mời gọi để dấn thân phục vụ trong ơn gọi tu trì, ơn gọi đời sống thánh hiến, sẵn sàng dâng mình cho Chúa để sống tinh thần hy sinh và phục vụ. Amen. Mời cộng đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái, tương quan giữa dân và Thiên Chúa được hình tượng hóa bằng hình ảnh chiên và mục tử. Thật vậy, sách Thánh Vịnh mà chúng ta đọc trong bài đáp ca hôm nay đã minh xác điều đó. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Tại Palestine, quê hương của Đức Giêsu, người ta nuôi nhiều gia súc, trong đó có cừu. Những người chăn gia súc được gọi là mục tử. Vì hoàn cảnh thực tế, họ phải làm những chuồng rất lớn ở giữa đồng cỏ để canh giữ đàn gia súc của mình. Tối đến, các mục tử dẫn đàn vật của mình vào chuồng, rồi chia phiên canh gác ở cửa ra vào. Sáng ra, họ vào chuồng dẫn đàn vật của mình đi ăn. Vì đã quen chủ nên con vật đi theo tiếng gọi của chủ mình. Như thế, chúng ta hiểu được vì sao Đức Giêsu ví mình là mục tử, biết tên từng con chiên. Người nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Hình ảnh này cho chúng ta hiểu về bối cảnh tôn giáo thời đó. Các nhà lãnh đạo Do Thái không hết lòng lo lắng cho dân, thay vào đó, họ lo tìm kiếm tư lợi và củng cố quyền lực. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu khẳng định Ngài là vị mục tử đích thật đến đưa đàn chiên là chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi để nuôi dưỡng và chăm sóc. Có những người nói rằng mình không cần phải lệ thuộc vào ai, tự mình sống, tự mình chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Xem ra lập luận này có lý và hấp dẫn. Thực ra, ai cũng muốn mình được hạnh phúc và sung sướng. Vì thế họ luôn tìm kiếm một lý tưởng, một hướng đi, một cung cách sống. Nhưng nếu ai đó nói rằng mình không cần phải theo ai, không phải lệ thuộc vào ai, thì xét cho kỹ, những người đó đang ngộ nhận. Nói đúng hơn, họ đang bị hướng dẫn bởi một ông chủ vô hình mà họ không hay biết. Nói cách khác, chính bản thân họ cũng bị chi phối bởi một thế lực, một chủ thuyết hay một tư tưởng nào đó. Nếu họ cho rằng tiền bạc là số một và tập trung hết năng lực để tìm kiếm nó bằng mọi giá, thì họ đang chạy theo ông chủ vật chất. Và như Thánh Phaolô nói với các tín hữu Philippe, Chúa họ thờ là cái bụng. Và trong thực tế, đã có nhiều trường hợp người ta đã đánh đổi tất cả danh dự, phẩm giá, thậm chí cả mạng sống, miễn sao có được nhiều tiền bạc. Bên cạnh đó, cũng lại có nhiều người không xác định được mình đang sống vì ai, cho ai và để làm gì. Cuộc đời họ như vô nghĩa, hoặc cũng có những người cảm thấy bế tắc, không tìm được lối thoát cho những khó khăn chồng chất của mình. Và kết cục là cả hai hạng người trên đều tìm đến với cái chết, chấm dứt cuộc đời. Đang khi đó, người Kitô hữu ý thức rằng mình như những con chiên được vị mục tử nhân lành hướng dẫn. Vị mục tử đó yêu thương và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đàn chiên, và còn ra sức tìm cách hướng dẫn đàn chiên đến nguồn của hạnh phúc. Người Kitô hữu ý thức rằng, ngay cả khi vị mục tử không hiện diện nhãn tiền trước họ, nhưng người vẫn luôn âm thầm chỉ dẫn họ biết phải làm gì, làm thế nào để đạt được hạnh phúc đích thật. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào thực tế của cuộc sống, chúng ta có thể thấy trong cuộc đời này có nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ. Có nhiều người cố tình phô trương bản thân miễn sao được nhiều người chú ý qua việc ăn mặc diêm dúa, trang điểm loè loẹt, đi đứng kiểu cách. Tuy nhiên, cũng có nhiều người sống lặng lẽ, âm thầm, đến nỗi chẳng mấy người biết họ là ai. Có thể nói một cách nào đó, cả hai mẫu người ở trên đều đang rất cô đơn giữa phố thị đông người. Điều đó phản ánh một sự thật là nhiều người trong chúng ta chẳng mấy quan tâm đến người khác. Chúng ta sống cạnh nhau mà chẳng hề biết người ấy là ai. Sống trong xã hội mà mọi người đều mải mê chạy theo chiếc đồng hồ. Mỗi người cứ lặng lẽ tự đặt mình vào vị trí của những bánh xe trong cỗ máy khổng lồ, chỉ biết làm xong công việc và đến khi xong thì cảm thấy chán nản, lạnh lùng, mệt mỏi, thiếu ý nghĩa. Nhiều khi xong việc trở về nhà trong nỗi cô đơn nặng trĩu mà chẳng biết thổ lộ cùng ai. Có lẽ họ đang rất cần những người bạn đồng hành trong sâu thẳm của cõi lòng. Những người đó đang cần một nơi để thổ lộ tâm tình, đang cần một chỗ để san sẻ nỗi buồn vui trong cuộc sống. Đức Giê-xu là vị mục tử biết tính nết từng con chiên, sẽ tìm cách chăm sóc để con nào cũng được no nê và mạnh khỏe. Người biết rõ chúng ta, người biết tính tình và khả năng của chúng ta và cũng như biết chúng ta cần gì. Như người thầy dạy học, nếu biết rõ khả năng và tính tình học sinh của mình, đưa ra những hướng dẫn và chỉ dạy phù hợp, giúp môn sinh thăng tiến. Cũng vậy, vị mục tử của chúng ta luôn có cách để hướng dẫn từng cá nhân theo cách tốt nhất cho mỗi người. Đức Giê-xu không ép chúng ta phải sống rập theo một khuôn đúc nào. Nhưng mỗi người, mỗi hoàn cảnh, miễn là chúng ta luôn nghe theo sự hướng dẫn của người. Hơn nữa, người vẫn hằng ở luôn bên cạnh, lắng nghe, cảm thông, khích lệ và đưa ra những chỉ dẫn hữu ích cho từng người.
trong nỗi cô đơn sâu thẳm của kiếp con người, Đức Giêsu vẫn ở đó, âm thầm nhưng mạnh mẽ, lặng lẽ nhưng đầy uy lực, người nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Những chỉ dạy và hướng dẫn của Đức Giêsu vì mục tử nhân lành chứa đầy trong từng trang Kinh Thánh, trong từng câu tin mừng. Đó là những hướng dẫn rất cụ thể và cũng là những lời động viên, khích lệ, ủi an cho những ai đang rơi vào cảnh mệt mỏi hay chán nản, cô đơn hay tuyệt vọng. Điều quan trọng nhất là chúng ta có yêu mến và nhận ra sự hiện diện thường xuyên của người trong cuộc đời mình không? Hôm nay là ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục. Trước hết, chúng ta hãy ý thức mình thuộc về đàn chiên của Đức Kitô và luôn luôn sống theo sự dẫn dắt của người. Chúng ta hãy mạnh dạn suy xét, đối chiếu xem lối sống của mình có phù hợp với giáo huấn của người không. Liệu chúng ta có là những con chiên ngoan hay cố tình đi lạc hoặc cố tình không muốn trở về? Hãy nhớ lại lời của Thánh Phêrô trong bài đọc thứ hai. Trước kia anh em như những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử nhân lành là Đức Kitô. Bên cạnh đó, chúng ta hiểu rõ cả xã hội và giáo hội đang rất cần những người hướng dẫn cho những tâm hồn lạc lối. Và chúng ta cũng biết rõ giáo hội đang rất cần những vị mục tử tốt theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành. Chúng ta hãy quảng đại trong việc giúp đỡ, hiệp ý trong lời cầu nguyện để giáo hội của Chúa Kitô luôn có những tâm hồn xứng đáng tiếp nối sứ mạng của người trên trần gian. Amen. Đồng có tươi, người cho tôi được nghỉ ngơi. Bên dòng là dòng suối mát, bồi dưỡng tâm hồn tôi. Chúa là mục tử chăn dắt tôi không là còn sợ chi. Tôi đâu là đâu thiếu gì. Tay Ngài dìu con bước đi, vực sâu con nào hãi chi. Côn trường Ngài hằng gìn giữ, làm vững an lòng con. Chúa là mục tử chăn dắt tôi không là còn sợ chi. Tôi đâu là đâu thiếu gì. Trên đầu là dầu Chúa sức.
rượu chén con đầy chén. Chúa là mục tư chăn dắt tôi không là còn sợ chi. Tình Chúa thương ủ ấp cõi đời mãi luôn, trong đền là đền Thánh Chúa, ngày tháng con bình an. Chúa là mục tư chăn dắt tôi không là còn sợ chi. Thiếu gì.